bữa ăn của những con sư tử cái và sư tử con đã đánh động đến những kẻ đối khắc nhất thảo nguyên. Linh cẩu. Oh my god. Con mồi của sư tử to, nhiều thịt. Nếu linh cẩu cướp được, chúng sẽ đủ thức ăn cho cả đàn lên đến vài chục con. Tín hiệu được truyền đi cấp tốc. Quy tụ linh cẩu khẩn trương tập hợp về điểm săn của sư tử. Từ các vùng xa xôi của đồng cỏ, linh cẩu đã có đủ quân số đông đảo. Với linh cẩu lúc này, chúng chưa thể kích hoạt chế độ chiến tranh, vì có đến 3 con sư tử cái, một sức mạnh không hề nhỏ. Chúng tản ra để quấy nhiễu và thăm dò đối thủ. Sau khi cảm thấy đủ sức để chiến đấu với sư tử, những kẻ cầm đầu tụ lại một điểm, liên tục gục đầu để tập hợp lực lượng. Chỉ vài giây, một khối sức mạnh to lớn được lập nên. Chúng sẽ tấn công đối thủ của mình theo một hướng cố định này. Bây giờ, sư tử cái đã không thể ăn tự nhiên như lúc đầu nữa. Chúng chuyển sang giữ thế phòng thủ, bảo vệ con mồi, chuẩn bị cho một cuộc chiến nảy lửa sắp xảy ra. Sư tử cái đang gánh hai mối lo lớn là con mồi và sự an toàn của sư tử con. Chúng phải hành động trước khi quá muộn. Chiến tranh bùng nổ. Sư tử cái lao mạnh vào khối tập thể của đối thủ, nhắm thẳng vào kẻ cầm đầu. Ngay lập tức, các thành viên linh cẩu đã xông đến giải vây cho đồng loại. Lực lượng áp đảo, chúng tấn công trực diện cả sư tử cái. Ào ạt tràn vào cướp mồi. Chúng tạo ra vòng bao vây đáng sợ lên 3 con sư tử cái, trong khi sư tử con đã bỏ trốn từ lúc nào không hay. Oh my god. Tuy nhiên, điều đặc biệt đã xảy ra. Sự ồn ào của khu vực đã đánh động đến một con sư tử đực đầy sức mạnh tìm đến. Nó dũng mãnh lao vào trận địa, bẻ gãy sức mạnh tổng thể của bầy đàn linh cẩu. Linh cẩu tản ra bỏ chạy bạt mạng mỗi con mỗi hướng. Kế hoạch cướp mồi của chúng đã bị thất bại, bởi thứ chúng sợ nhất trên thảo nguyên là sư tử đực. Con sư tử đực này không nằm trong đàn, nên hai con sư tử cái cố hợp sức tấn công. Nhưng sư tử đực quá khỏe, 3 con sư tử cái chấp nhận bỏ con mồi. Sư tử đực đứng rống lên vài hồi, theo đúng nghĩa là một vị vua. Nó bắt đầu tận hưởng bữa tiệc của mình. Tất cả linh cẩu đã không còn hung hăng nữa. Giờ trong mắt chúng tràn đầy một nỗi sợ to lớn, đứng nhìn từ xa với một cái bụng rất đói mà chẳng thể làm được gì.